Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Diệu Kỳ chúng mình. Nước Nga thì nổi tiếng với hai thứ chứa danh, đó là rượu và những điều kỳ quặc. Dường như mỗi tuần trôi qua thì chúng ta lại nghe tin có một chiếc xe hút bể phốt nào đó đang giúp ô tô dập lửa hoặc ai đó lao vào rừng và rủ gấu vật tay. Nhưng mà thật kỳ lạ, đây lại là một phần của những gì làm cho đất nước này trở nên đáng yêu trong mắt anh em bạn bè thế giới. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi 10 câu chuyện tưởng đùa mà thật chỉ có tại nước Nga ngay sau đây nhé. Điều đầu tiên mà mình phải giới thiệu đến với các bạn khi mà gọi tên đất nước này đó chính là văn hóa vodka. Nhắc đến thì lại nhớ vodka cá sấu, nhưng mà chắc chắn là anh em chưa biết về ý nghĩa của nó đâu. Cái từ vodka thì có nguồn gốc từ một tiếng Nga là voda, có nghĩa là nước. Chúng ta thường thấy thì cứ nhắc đến ca là phải nhắc đến rượu vodka. Người Nga cũng tu vodka như là nước lãi. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà 25% dân số người Nga đã chết trước khi tới tuổi 55, trong khi Mỹ chỉ là 1%. Vâng, cũng là nhờ vodka cả. Thậm chí là trong cái thời gian kinh tế bị lạm phát thì nhiều trường học còn quyết định trả lương cho các giáo viên bằng rượu vodka. Với những ai đam mê chơi hệ lên men thì đây quả là một đất nước đáng sống. Và điều kỳ lạ thứ hai nữa là trai tráng vả nhau bồm bốp trong giải vô địch tát toàn nước Nga. Boxing thì có thể được coi như là một môn thể thao đối kháng nguy hiểm nhất. Tuy nhiên thì đó là thể thao chuyên nghiệp, những người tham gia đều là các vận động viên với nhiều năm rèn luyện kỹ năng và sức bền để thi đấu và chịu đựng. Nhưng mà những ai không phải là võ sĩ chuyên nghiệp mà muốn tham gia một giải thi đối kháng tầm cỡ thì có thể lên đài tại giải vô địch tát toàn nước Nga được tổ chức tại Moscow. Tại đây thì thanh niên trai tráng trưởng thành vả nhau bồm bốp luôn để giành chức vô địch đấy. Có nhiều người đứng ngoài cứ hay tự hỏi rằng chẳng biết là mấy anh trai thi vỗ mặt nhau để làm gì. Cho những ai chưa biết thì mục đích của cuộc thi là nhằm tôn vinh tinh thần thể dục thể thao, lòng yêu nước và là nơi những người đàn ông khỏe mạnh và bền bỉ nhất nước Nga phô diễn sức mạnh phi thường. Bởi không có gì chứng tỏ tinh thần ái quốc hơn là tát vào mặt đối thủ. Sự kiện này thì được tổ chức theo hình thức đấu loại trực tiếp. Hai người đàn ông sẽ lên đài và vả nhau chẳng chắc, vả đến khi nào mà một trong hai đầu hàng thì thôi. Thật không thể chờ cho đến khi môn thể thao thú vị này có mặt tại Olympic. Nếu mà bạn muốn tìm kiếm một cái môn thể thao nào mà nó vừa đau vừa nhục, ok, hãy đến với giải vô địch tát tại xứ sở Bạch Dương nhé. Và tiếp theo, cuộc đào tẩu của chú mèo buôn lậu. Chuyện là một vụ xét xử buôn lậu ma túy tại phía nam thành phố Moscow có nguy cơ phải tạm hoãn vô thời hạn sau sự biến mất của bị cáo chủ chốt, đó là một con mèo với tội danh là buôn lậu ma túy vào nhà tù. Hai nghi phạm chính là con người thì đã bị giam giữ vào năm ngoái rồi sau khi cố gắng vận chuyển ma túy vào khu vực nhà tù Tula bằng việc nhét ma túy vào một chiếc túi bí mật trong vòng cổ của mèo. Với cái độ hóng 3 số của mình thì sau khi bị bắt giam, chú mèo này vẫn được hưởng đủ mèo quyền và nhận được sự chăm sóc trông coi từ nhân viên sở thú. Tuy nhiên thì trong một lần cho chú ta ra ngoài sưởi ấm thì một tên chó lạ mặt đột nhiên xuất hiện khiến cho mèo ta sợ hãi trốn mất. Sau khi cố gắng tìm kiếm thì các công tố viên đã mang tới tòa một chú mèo trông giống y hệt và tuyên bố đây chính là kẻ thủ ác. Tuy nhiên thì các điều tra viên đã kết luận đây chỉ là một chú mèo trông na ná mà thôi. Kẻ đào tẩu chân chính hiện vẫn đang mất hút, biết đâu có khi hắn ta đang nằm ảnh ương gặm cá nướng và tắm nắng tại một hòn đảo nào đó thì sao? Thứ tư, có dâu là phải nộp thuế. Trước đây thì dưới sự trị vì của Peter Đại Đế vào thế kỷ 16 thì có một loại thuế đặc biệt gọi là thuế nuôi dâu. Bất cứ ai để dâu trong thời kỳ này đều sẽ phải nộp tiền thuế. Nghe thì kỳ cục hết biết luôn, nhưng mà cái ý tưởng này lại đến với Peter Đại Đế sau khi ông đi thăm thú ở châu Âu và phát hiện ra rằng rất nhiều quốc gia phát triển đều không có ai nuôi dâu. Vì vậy, làm thế nào để đưa cái văn hóa mày dâu sạch sẽ đến với cái xứ ăn lông ở lỗ này? Không đâu khác, đó chính là đánh thuế. Và ngay sau đây, hãy cùng mình đến gặp gã điên làm đẹp bằng rìu. Mỗi tự cắt tóc thì đều có những bí quyết riêng để thu hút khách hàng. Nhà tạo mẫu tóc Danil Istomil đến từ Siberia, nước Nga cũng không phải là một ngoại lệ. Với tuyên bố, ở đây chúng tôi không xài kéo, mà chúng tôi xài rìu, thì Danil đã tạo ra được dấu ấn cho riêng mình khi kê đầu khách lên miếng gỗ lớn rồi ra sức chặt chấm tóc của họ như là trong video mà các bạn đang thấy đây. Thợ cắt tóc mạo hiểm này đã chia sẻ rằng kỹ thuật cắt tóc bằng rìu nhanh hơn rất nhiều so với cắt bằng kéo thông thường. Hơn thế, cảm giác hồi hộp và lo sợ mới là điểm hấp dẫn khiến cho khách hàng tìm đến dịch vụ của anh đông đúc.
Với những cú bổ mạnh mẽ của mình thì Dani đã được khách hàng đặt cho cái biệt danh là gã điên làm đẹp. Anh rất là tự hào về cái biệt danh mới này và hy vọng rằng nó sẽ giúp tiếng tăm của mình bay xa hơn. Có thể là các bạn chưa biết rằng đất nước này đã từng coi bia như là một thức uống giải khát như nước ngọt. Có thể là bạn sẽ bất ngờ khi mà biết rằng trung bình mỗi người Nga tiêu thụ khoảng 18 lít đồ uống có cồn trong một năm, gấp đôi mức nguy hiểm mà một người có thể chịu đựng. Cũng vì vậy mà mỗi năm tại xứ sở Bạch Dương có khoảng 500.000 người chết vì liên quan tới bia rượu. Đặc biệt hơn nữa là người Nga không hề coi bia là một thức uống có cồn cho tới năm 2013. Có lẽ vì vậy mà thức uống giải khát có ga này được tiêu thụ vô tội vạ, ông nào ông nấy người Nga cũng đều có những đường cong chết người. Và ngay sau đây xin được giới thiệu đến với các bạn người đàn ông gan lì của nước Nga. Từ câu chuyện về người thợ săn Nga nuôi dưỡng cả con gấu nâu từ tấm bé để rồi bị nó làm thịt khi lớn, cho tới việc các hành khách trên một chuyến bay tại Nga hồi tháng 8 năm ngoái cười đùa quay clip khi mà cánh máy bay đang bốc cháy phừng phừng. Quả thực đàn ông Nga vẫn luôn lừng danh thiên hạ là những con người không sợ đau, không sợ chết, chỉ sợ hết rượu vodka. Câu chuyện lần này cũng không có gì khác lạ khi mà nhiều người nhìn nhận rằng chỉ cần đọc qua cái tít người đàn ông đòi đi hút thuốc khi có con dao vẫn gặp trên lưng là ta đã có thể biết được tình huống này đến từ quốc gia nào. Đêm âm 10 độ C, bão tuyết vần vũ bên ngoài cửa một bệnh viện tại thành phố Kazan, nước Nga. Anh Vladimir, 35 tuổi, nhập viện với tình trạng chảy máu nghiêm trọng, một con dao đang cắm nút cán ở lưng anh. Nhưng một lúc sau thì các y tá bỗng hoảng hồn khi mà thấy Vladimir đi bộ trên hành lang, người mặc độc chiếc quần đùi. Gặng hỏi mãi mới biết, hóa ra Vladimir đòi ra ngoài hút thuốc. May thay dù đã nhiều lần khuỵu ngã do tác động của con dao, nhưng mà Vladimir vẫn ra được đến ngoài cửa. Xong, trên người anh lúc đó chẳng còn lấy một điếu thuốc nào. Cuối cùng thì anh đã quay trở lại để tiến hành phẫu thuật và tình trạng sức khỏe của anh đang dần hồi phục. Một lần nữa thì đàn ông Nga lại làm cho thế giới phải sửng sốt vì độ cứng rắn bá đạo của mình. Và tiếp theo là người mẫu gấu. Nếu như Tết này bạn chưa có gấu để được dắt đi chơi thì hãy ngồi tại nhà nhấp một ngụm trà trong tĩnh lặng và bình tâm xem bộ ảnh cô gái chụp với gấu siêu đẹp và siêu lãng mạn này. Thiếu nữ Nga với thân hình bốc lửa nằm trọn trong vòng tay chú gấu khổng lồ tạo nên những bức ảnh vừa kỳ bí, cuốn hút và còn hết sức thần thái nữa chứ. Cặp vợ chồng đã có công nuôi dưỡng người mẫu gấu 26 tuổi trong bộ ảnh trên là Svetlana và Yuri Parerinko sinh sống tại Moscow. Cũng như bao gia đình bình thường khác, hai vợ chồng và chú gấu thích đi dạo, ăn cơm cùng nhau, chơi thể thao và đi chụp ảnh, tạo điều kiện hết sức để chú gấu Stephen phát huy tài năng của mình. Hai vợ chồng kể rằng họ đã nhận nuôi chú gấu bị bỏ rơi Stephen khi chú mới 8 tuổi thôi. Theo hai vợ chồng thì chú gấu Stephen vô cùng hòa đồng với mọi người, nghịch như giặc và ăn rất khỏe. Stephen ăn 25 cân cá, rau và trứng mỗi ngày, giữ thân hình khỏe mạnh lực lưỡng và biết đá bóng. Ngoài ra thì cậu còn là một mẫu gấu vô cùng đắt show quảng cáo trên Instagram. Chắc vì là chán cái cảnh mà bị người đời dị nghị vì tội ăn bà bố mẹ nên Stephen đã tự đi làm người mẫu để kiếm thêm thu nhập chăng? Dù lý do là gì đi nữa thì chú gấu này cũng đang rất là thành công trong công việc mới của mình. Thứ 9. Linh mục người Nga rửa tội bằng cách đổ nước thánh từ máy bay xuống đất. Khi mà nhắc đến bài trừ tệ nạn xã hội thì chúng ta sẽ nghĩ tới cái hình ảnh những chú cảnh sát mẫn cán đang làm việc ngày đêm để đem tới công lý cho cuộc sống. Nhưng mà việc đó chỉ áp dụng với phần còn lại của thế giới thôi. Còn ở Nga ấy, thì họ có một cách rất là riêng để diệt trừ những mầm mống tội lỗi. Chỉ cần lấy hai biểu tượng tôn giáo, 70 lít nước thánh và một chiếc máy bay, đó là những gì mà các linh mục chính thống ở Nga ở thành phố Tver đã làm để cứu cư dân nơi đây. Bay chỉ một chiếc máy bay cách mặt đất 300 mét và hất cái thánh xuống để gột rửa mọi tội lỗi. Và để kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta thì hãy cùng mình đi chiêm ngưỡng những chú bò sử dụng kính thực tế ảo. Từ xưa đến nay, làm nông thì luôn là một công việc dù vất vả nhưng lại rất là bình dị và mộc mạc khi mà con người luôn hòa mình với thiên nhiên của nông trại chú phú. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì người nông dân nay không những nhàn hơn với máy móc hiện đại mà họ còn có thể gia tăng năng suất cho các sản phẩm của mình. Mới đây thì những người nông dân ở Nga đã có một cách đặc biệt để cải thiện chất lượng và năng suất sữa bò bằng việc cho chúng đeo kính thực tế ảo VR. Vâng, nếu mà nhìn vào cái hình ảnh trên thì chắc chắn các bạn sẽ bảo đó là một trò đùa thú vị của mấy anh Nga ngố. Bởi vì trong khi các nước tiên tiến khác trên thế giới đều có cách để chăm sóc bò sữa của mình rất là khoa học và có cơ sở nghiên cứu rõ ràng, thì phương pháp này hệt như là một cái trò hề nhằm mục đích tạo tiếng cười là chính. Nghe thì hơi vô lý một chút nhưng nó lại vô cùng thuyết phục các bạn ạ. Khi mà chiếc kính VR này nó sẽ chiếu cái cảnh đồng cỏ thanh bình,
cò bay thẳng cánh, ruộng đồng bao la để giúp cho các chú bò cảm thấy thư giãn, từ đó nâng cao chất lượng sữa cũng như là sản lượng sữa. Chính quyền nông nghiệp khu vực Moscow cũng cho biết các hộ chăn nuôi gia súc ở địa phương vẫn thường cho bò nghe nhạc cổ điển. Việc này có tác dụng rất là tích cực đến nguồn sữa của chúng. Sứ Bạch Dương thì luôn tỏ ra mình chẳng kém cạnh với ai, nhất là ở những màn mua vui lầy lội. Bạn đã từng xem pha xử lý hài hước nào từ các bạn nước Nga nữa? Hãy chia sẻ dưới video cho mọi người cùng biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!